Hãy Giết Mà Ăn. Buổi đầu của giáo hội, các tông đồ đã gặp nhiều lấn cấn, đặc biệt những lấn cấn trong việc đón nhận các tín hữu. Cụ thể là việc cắt bì như công vụ, các tông đồ đã ghi lại vấn nạn được công khai bàn cãi. Có những người thuộc phái Pharisêu đã trở thành tín hữu, bây giờ đứng ra nói rằng phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền họ giữ luật Mô-xê. Các tông đồ và các kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này. Phêrô tông đồ trưởng đã tranh đấu và mở rộng đường cho dân ngoại bằng nói lên ý định nhiệm màu cứu độ tất cả mọi người của Thiên Chúa qua diễn từ tại Jerusalem. Thưa anh em, như anh em biết, ngay từ đầu Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em để các dân ngoại được nghe tin mừng từ miệng tôi và tin theo Thiên Chúa. Người là Đấng Thánh, người chấp nhận họ khi ban Thánh Thần cho họ cũng như ban cho chúng ta. Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. Vậy bây giờ sao anh em lại thử thách Thiên Chúa mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi? Vả lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giê-xu mà chúng ta tin mình được cứu độ cùng một cách như họ. Thực vậy, ngay từ những ngày đầu mới khai sinh, Hội Thánh đã phải đương đầu với một lực lượng bảo thủ, truyền thống quá khích, muốn biến Hội Thánh thành một pháo đài tôn giáo, nghĩa là co cụm, khép kín, đóng chặt bằng thanh lọc hàng ngũ, tuyển chọn thành phần ưu tú và loại trừ thành phần bất hảo lôm côm. Họ chủ trương xây dựng Hội Thánh thành thương hiệu số 1, mà chỉ những người có đẳng cấp số má thứ hạng mới được thu nhận kết nạp. Khuynh hướng và chủ trương khép kín loại trừ đã gây khó khăn cho Hội Thánh buổi ban đầu ấy, cũng vẫn tiếp tục gây phiền phức cho Hội Thánh hôm nay trong việc loan báo tin mừng cho mọi người ở ngoại biên, bên ngoài giáo hội. Khuynh hướng xây pháo đài và chủ trương khép kín loại trừ này có những đặc điểm sau. Nhìn giáo hội như một tổ chức cơ cấu trần thế hoàn hảo. Giáo hội dưới mắt họ thuần túy là một tổ chức hoàn hảo, một cơ cấu vượt trội, một cơ chế kiện toàn đến mức không thể có sai sót. Ước mơ xây dựng một giáo hội với phẩm chất chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh, một giáo hội pháo đài vững chắc với lực lượng phòng thủ vững mạnh, thừa sức tự lập tự cường. Và vì quá chú trọng tổ chức cơ cấu, giáo hội ấy thu mình nhỏ dần, khép mình bé dần, co mình yếu dần, vì mất dần bản chất đích thực là truyền giáo. Trong khi sứ mệnh của giáo hội là đến với muôn dân, mở ra cho toàn thể nhân loại, lớn lên và trải rộng đến tận cùng thời gian và tận cùng mọi ngõ ngách. Vì chỉ chú tâm xây dựng giáo hội như một tổ chức có thương hiệu, một cơ chế trần tục hoàn hảo, những người này đã vô tình sở hữu giáo hội và quên hẳn giáo hội không phải của họ, nhưng là giáo hội của Đức Giê-xu, là nhà của nhân loại, nơi hẹn hò của Thiên Chúa với mọi người không trừ ai, là cây xanh vĩ đại cho toàn thể chim trời đến đậu. Và vì nghĩ rằng giáo hội thuộc về mình, nên họ tìm mọi cách tổ chức sao cho hoàn hảo, điều hành sao cho hoàn mỹ. Vì thế sẽ có người được nhận và sẽ có nhiều người bị khai trừ, từ chối, bởi tiêu chuẩn thâu nạp sẽ cao, kỷ luật nội bộ sẽ chặt chẽ và các biện pháp chế tài trừng phạt cũng theo đó mà hà khắc, với duy nhất mục đích đánh bóng thương hiệu. Bởi khi căn tính loan báo tin mừng cho mọi người mọi nơi mọi thời mất, thì giáo hội không còn là giáo hội của Đức Giê-xu, nhưng biến thái thành một hội như trăm ngàn hiệp hội đoàn thể trần thế khác. Phủ nhận vai trò của Chúa Thánh Thần trong giáo hội. Ngày lễ ngũ tuần là ngày khai sinh Hội Thánh, khi Chúa Thánh Thần dưới hình lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần. Và ngay sau đó, Phêrô đã rửa tội cho những người trở lại đầu tiên sau khi tuyên bố: anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giê-xu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những ai ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi.
Như thế giáo hội được khai sinh bởi Thánh Thần, và Thánh Thần là ân huệ của người được gia nhập giáo hội. Chính Thánh Thần là đấng thực hiện lời hứa của Thiên Chúa với tất cả những ai còn ở xa, nhưng được Thiên Chúa kêu gọi vào hội thánh của Ngài. Việc gia nhập giáo hội từ nay không còn là việc hay ý muốn của một người hay một tập thể, tổ chức trần thế, nhưng là ý muốn của Thiên Chúa và việc làm của Thánh Thần. Do đó, loại trừ Thánh Thần khỏi giáo hội là hủy bỏ giáo hội, tiêu diệt giáo hội, xóa tên giáo hội. Nguy cơ của chúng ta là dựa vào tổ chức trần thế của giáo hội và nhân danh giáo hội để giết chết Thánh Thần, mà hậu quả sẽ vô cùng tai hại khi giáo hội không còn sự sống thần linh là chính Chúa Thánh Thần. Ở những bước chân của ngày đầu truyền giáo, tông đồ Phêrô đã có lúc phân vân do dự, không biết hội thánh mới của Đức Giêsu sẽ quy tụ những ai, gồm những thành phần nào. Do Thái cắt bì, ngoại giáo không cắt bì, Hy Lạp, Roma, dân nhập cư hay bản địa. Câu chuyện viên đại đội trưởng quân đội Roma tên Cornelio được thị kiến rõ ràng một thiên sứ vào nhà ông mà nói: lời cầu nguyện và việc cứu trợ của ông đã thấu tòa Thiên Chúa, khiến người nhớ đến ông. Vậy bây giờ ông hãy sai người đi Gia-phô mời một người tên là Simon, cũng gọi là Phêrô. Nghe vậy, vị đại đội trưởng đã cho người đi tìm Phêrô ở Gia-phô và mời Phêrô đến nhà mình. Ngay hôm sau, khi những người được vị đại đội trưởng Cornelio sai đi gặp Phêrô còn đang trên đường, thì vào giờ thứ sáu, tông đồ Phêrô cũng nhận được thị kiến khi ông đang cầu nguyện. Ông xuất thần và thấy trời mở ra và một vật gì xà xuống trông như một tấm khăn lớn buộc bốn góc đang được thả xuống đất. Trong đó có mọi giống vật bốn chân và rắn rết sống trên đất cùng mọi thứ chim trời. Có tiếng phán bảo ông: Phêrô, đứng dậy làm thịt mà ăn. Ông Phêrô thưa lạy Chúa: không thể được, vì không bao giờ con ăn những gì ô uế và không thanh sạch. Lại có tiếng phán bảo ông lần thứ hai: những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch thì ngươi chớ gọi là ô uế. Việc ấy xảy ra đến ba lần và lập tức vật ấy được đưa lên trời. Thị kiến đã cho Phêrô hiểu Thiên Chúa muốn tất cả mọi người, mọi dân tộc, không phân biệt tiếng nói, văn hóa, chính kiến, được nhận ơn cứu độ, nghĩa là được gia nhập hàng ngũ những người đi theo Đức Giêsu. Và từ nay sứ mệnh của ông cũng như của các tông đồ là tìm kiếm hết, đón nhận hết, yêu thương hết, chăn dắt hết, như Thiên Chúa đã bảo ông: giết hết đi mà ăn, không phân biệt, không loại trừ, không tuyển lọc, dù là rắn rết, động vật bốn chân hay mọi thứ chim trời. Và thị kiến ấy đã được hiện thực bằng việc ba người của vị đại đội trưởng Cornelio đến trước cổng nhà ông Simon chờ gặp tông đồ Phêrô. Đến lúc này Phêrô vẫn còn phân vân, nhưng thần khí Chúa bảo: đứng lên, xuống mà đi với họ, đừng ngần ngại gì, vì chính ta đã sai họ đến. Hôm sau tông đồ Phêrô lên đường với họ. Vừa vào nhà vị đại đội trưởng, thấy có đông người tụ họp ở đó. Phêrô nói với họ: quý vị thừa biết, giao du hay vào nhà một người khác chủng tộc là điều cấm kỵ đối với người Do Thái. Nhưng tôi thì Thiên Chúa đã cho tôi thấy là không được gọi ai là ô uế hay không thanh sạch. Vì thế khi được mời, tôi đã đến mà không hề chống cãi. Phần Cornelio, ông thưa với tông đồ Phêrô rằng ông đã có lòng tốt đến đây. Vậy bây giờ tất cả chúng tôi đang ở trước mặt Thiên Chúa để nghe tất cả những gì Thiên Chúa đã truyền cho ông. Chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa tính cách công giáo của giáo hội Đức Giêsu, một giáo hội không bị bất cứ ranh giới nào khoanh vùng, không bị bất cứ một quyền lực nào khống chế. Bởi giáo hội là giáo hội của Đức Giêsu, được sinh động và hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần. Chân lý này là nền tảng cho sứ vụ loan báo tin mừng của nhà truyền giáo, là phương hướng cho thuyền ra khơi lưới cá người, là động lực cho hồn tông đồ trên đường kêu gọi mọi người sám hối và tin vào tin mừng. Ý thức được điều này, nhà truyền giáo sẽ không để những gì không thuộc về Thánh Thần khuynh đảo công cuộc truyền giáo và làm mất đi nhiệt huyết ra khơi của người môn đệ Đức Giêsu. Để được như vậy, người môn đệ sẽ lên đường truyền giáo với lòng tôn trọng tất cả mọi người,
không phân biệt chủng tộc, văn hóa, chính kiến, tôn giáo. Vì tất cả đều được Thiên Chúa yêu thương và mời gọi. Vì Thiên Chúa đã cho tôi thấy là không được gọi ai là ô uế không thanh sạch. Sứ mệnh của người môn đệ là đến với mọi người để loan báo tin mừng bằng yêu thương, phục vụ và lòng tôn trọng người khác, là điều kiện không thể thiếu trong việc loan báo tin mừng này. Trong thực tế truyền giáo đã có nhiều thất bại, vì đã có nhiều người không được chúng ta tôn trọng khi chúng ta loan báo tin mừng cho họ. Bởi tin mừng thứ nhất và quan trọng nhất cho họ chính là họ được Thiên Chúa yêu thương và được chúng ta quý mến tôn trọng. Bỏ quên thông điệp vui mừng này, chúng ta không thể giới thiệu Đức Giêsu và giáo hội của Ngài cho ai. Ra khơi lưới cá người với niềm xác tín chính Thiên Chúa chuẩn bị tâm hồn những người sắp được nghe tin mừng, như Cornelio và những người nhà ông đã được Thánh Thần báo trước và thúc đẩy đi đón Phêrô về tận nhà mình để rao giảng. Vì thế ngư phủ lưới cá người không dựa vào tài tang bang tế thế của mình, nhưng luôn dựa vào Chúa Thánh Thần, đấng mở lòng, đổi mới tâm hồn và tràn đầy ân sủng cho những người đón nhận tin mừng của Đức Giêsu. Và sau cùng, người môn đệ của Đức Kitô phải dấn thân phục vụ tin mừng với niềm vui của tin mừng. Người môn đệ không thể loan báo tin mừng với bộ mặt đưa đám, càng không thể truyền tải thông điệp bình an với thái độ bất an. Phục vụ tin mừng, vì thế, đòi nhà truyền giáo ở trong niềm vui của người được sai đi loan báo tin vui. Vì tin mừng được loan báo luôn luôn và mãi mãi là tin rất vui rất mừng, tin nhân loại được thương xót cứu độ. Và niềm vui tin mừng ấy sẽ làm mừng vui cả người đón nhận cũng như người rao giảng. Được gọi ra khơi với Đức Giêsu, chúng ta hãy ra khơi với trái tim quảng đại. Quảng đại như đại dương bao la, quảng đại như trời xanh vời vợi, quảng đại như tâm hồn ngư phủ nước trời. Giết hết mà ăn những gì lưới được, mà không kỳ thị ruồng rẫy, không thanh lọc loại trừ, nhưng thương yêu hết, đón nhận hết. Được gọi ra khơi với Đức Giêsu, chúng ta hãy tung lưới với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần bảo chúng ta tung lưới bên này, thả lưới bên kia, và chính Thánh Thần cho dòng nước tụ họp cá lại, cho mẻ lưới của chúng ta đầy ắp. Được gọi ra khơi với Đức Giêsu, chúng ta hãy lướt sóng với niềm vui loan báo tin mừng. Hãy để tim mình luôn hớn hở vui mừng trong đấng cứu độ. Hãy để tình mình luôn rạo rực xôn xao vì đấng toàn năng đã làm cho tôi bao điều kỳ diệu cao cả. Hãy để đôi tay mình không bao giờ khép lại hay buông xuôi không thả lưới, vì Chúa đã thương đến phận tôi tớ thấp hèn và bao phủ đời ta bằng hồng ân. Hãy đi loan báo tin mừng khắp thế gian, truyền giáo tin vui mỗi ngày bằng đời sống. Hồng ân Chúa xuống từ trời cho những ai thành tâm thông hối lỗi lầm được thứ tha. Lời Ngài là đèn soi con bước chỉ đường hằng ngày cho con tiến. Lời Ngài là sự sống muôn đời, mau mau mở lòng ra lắng nghe. Hãy đi loan báo tin mừng khắp thế gian, truyền giáo tin vui mỗi ngày bằng đời sống. Hồng ân Chúa xuống từ trời cho những ai thành tâm thông hối lỗi lầm được thứ tha. Lời Ngài tạo thành muôn tinh tú, tác tạo vạn vật trên trái đất. Lời Ngài mở đường tới thiên cung, lời Ngài tồn tại mãi Chúa ơi. Hãy đi loan báo tin mừng khắp thế gian, truyền giáo tin vui mỗi ngày bằng đời sống. Hồng ân Chúa xuống từ trời cho những ai thành tâm thông hối lỗi lầm
tình Ngài đời đời chẳng phai mờ, tình Ngài tình tuyệt đối Chúa ơi. Hãy đi loan báo tin mừng khắp thế gian, truyền giáo tin vui mọi ngày bằng đời sống. Hồng ân Chúa xuống từ trời cho những ai thành tâm thông hối lỗi